trên nẻo đường thiên lý. 1. Thấu ngộ bản tâm. Hẳn nhiên, khi thấu tỏ được nguồn tâm, thì nỗi sợ liền biến mất. Hàm nghĩa rằng, chúng ta nhận ra được buồn vui này, dòng ý thức đang chảy cuồn cuộn nơi hình hài này, cũng đang sinh diệt từng sát na một cách tỏ tường, vững chắc nhất. Bây giờ, chúng ta sẽ nhận ra năng lực tâm đang quan sát, đang nhận biết dòng sinh diệt đó vốn vô sinh, vô diệt một cách tự nhiên. Thấy được cái giả thì biết có cái thật, thấy được cái sinh diệt thì biết có cái đang quan sát vốn không sinh diệt. Liệu đạt được điều này thì ta đã bắt đầu đi vào công phu tu tập thực sự. Dĩ nhiên, nếu chưa thấu ngộ được điều này, ta rất mù mờ, cứ lấy cái sinh diệt để tu, và cuối cùng đi lanh quanh trong sinh tử. Nhiều nhất chúng ta chỉ tu đạo phước điền trong cõi nhân gian, trong cuộc sống mộng mị, phù du, chứ không thể đi trực tiếp vào con đường đoạn sạch phiền não, đoạn đức sinh tử, nghiệp lực của ba cõi sáu đường. Thế nên, thấu ngộ bản tâm là nền tảng cho công phu tu tập.